Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 9, chương trình có những thông tin chính sau đây. Sự kiện bình luận: thiệt hại do bão số 10 gây ra đối với cây cao su Tiểu Điền nhìn từ các xã vùng đông của huyện Vĩnh Linh. Tạo sinh kế bền vững cho người dân phù hợp với vùng đất cát, cách làm hiệu quả của xã Triều Vân. Thưa quý vị và các bạn, dù không nằm ở vùng tâm bão, nhưng tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 10 vừa qua. Ngay sau bão, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống của nhân dân. Theo báo cáo của ngành điện lực Vĩnh Linh, mưa to kèm theo gió giật rất mạnh trong sáng ngày 15 tháng 9 đã làm hư hỏng nặng 5 trạm biến áp, gãy đổ gần 30 cột trung áp, 50 cột hạ áp, đứt đường dây trung áp và hạ áp ở nhiều địa phương. Nhiều vật tư và phụ kiện bị hư hại không thể phục hồi. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng mất điện cục bộ tại huyện Vĩnh Linh. Trước tình hình này, ngành điện lực huyện Vĩnh Linh đã huy động tất cả cán bộ, công nhân viên kịp thời có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do mưa to và gió giật mạnh nên công tác sửa chữa sự cố điện lực gặp rất nhiều khó khăn. Điện lực Vĩnh Linh đã tập trung nhân lực và phương tiện kịp thời tiến hành sửa chữa ở những tuyến trung tâm, các tuyến được ưu tiên. Với quyết tâm cao, các điểm xảy ra sự cố đã được điện lực huyện Vĩnh Linh khôi phục trong thời gian sớm nhất. Bão số 10 với cường độ gió cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15 khi đi qua khu vực huyện đảo Cồn Cỏ đã gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất ở trên đảo. Ngay sau khi cơn bão đi qua, Ủy ban nhân dân huyện đảo huy động lực lượng của các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia khắc phục hậu quả mưa bão. Theo đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đã tham gia phát quang, thu dọn các cây xanh bị gãy đổ, làm vệ sinh tại các trục đường trên đảo, sửa chữa hệ thống máy móc, thiết bị bị hư hỏng, lập lại các ngôi nhà bị tốc mái, đồng thời hỗ trợ giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, đưa phương tiện tàu thuyền từ nơi tránh trú bão trở về âu tàu. Điện lực Cồn Cỏ cũng nhanh chóng sửa chữa hệ thống đường dây điện bị đứt gãy, đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho nhân dân. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Báo Thanh Niên đã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình, các cơ quan đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão với tổng trị giá các suất quà là 100 triệu đồng. Nhằm giúp người dân khắc phục nhanh hậu quả sau bão, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức sửa chữa các công trình, nhà cửa, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra các hiện tượng lợi dụng mưa bão để phạm tội hoặc vi phạm pháp luật khác. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã huy động 100% quân số, giúp dân dọn dẹp đường xá, điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt. Tại huyện Vĩnh Linh, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Quảng Trị có đến hàng trăm hecta cao su bị gãy đổ, hàng trăm nhà dân bị tốc mái, hệ thống giao thông nông thôn bị đình trệ. Lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh phối hợp với lực lượng công an huyện Vĩnh Linh đã huy động 200 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn để giải phóng các tuyến đường, dọn dẹp vệ sinh ở các khu dân cư. Tại huyện Cam Lộ, công an huyện cũng đã hỗ trợ 25 triệu đồng và huy động 60 cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở giúp dân lập lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Thời gian vừa qua, tình trạng sạt lở bờ kè tại thị trấn Cửa Việt, huyện Giao Linh xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương. Dọc theo tuyến bờ kè dài khoảng hơn 3 km tại thị trấn Cửa Việt xuất hiện rất nhiều đoạn bị nứt lún, sạt lở. Đặc biệt sau ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua, tình trạng trên càng trở nên nghiêm trọng khi nhiều nơi đã bị sụt lún hoàn toàn. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là cả khu phố 1 và khu phố 4. Đây là hai khu phố có rất nhiều đoạn bị sụt lún kéo dài, nguy cơ bị xâm thực là rất lớn. Việc sạt lở nổi trên đã ảnh hưởng đến rất nhiều hộ dân sinh sống dọc theo tuyến bờ kè. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhằm khắc phục sửa chữa lại tuyến kè. Tuy nhiên cho đến nay, tình trạng nói trên vẫn còn tồn tại. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng nhiều tuyến đường dẫn vào khu quy hoạch sản xuất cây lâm nghiệp, cây công nghiệp ở huyện Cam Lộ bị xuống cấp đã gây nên nhiều khó khăn cho người dân trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt sau cơn bão số 10 vừa qua, tình trạng hư hỏng xuống cấp càng nặng nề hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Ông Hồ Việt Quý ở thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ là một trong nhiều người ở địa phương này có rừng trồng và làm trang trại tổng hợp
tại khu quy hoạch sản xuất cây lâm nghiệp, cây công nghiệp dài ngày của xã Cam Hiếu. Tuy nhiên, quá trình sản xuất của ông cũng như nhiều hộ gia đình khác ở đây đã và đang gặp phải khó khăn. Thì vận chuyển thì nói chung về mùa nắng, còn mùa mưa thì nói chung đường xe lầy lồi thì đi cũng được. Chứ mong với cái quỹ cấp trên ủng hộ hoặc là làm cả dưới rồi để cho là cái dân cư anh đi lui lại dần thoả cho dễ dàng hết. Tuyến đường mà ông Quý đề cập đến chính là trục đường chính từ quốc lộ 9 dẫn vào khu quy hoạch sản xuất lâm nghiệp, cây công nghiệp của xã Cam Hiếu. Toàn vùng hiện có trên 10 km đường trục chính. Tuy nhiên hiện nay hầu hết đã bị xuống cấp, sói lở trầm trọng. Đặc biệt, sau khi cơn bão số 10 đi qua, đường bị sói lở, ngập nước sâu, gây nguy hiểm cho người qua lại. Trong khi đó, đây là tuyến đường chính mà người dân ở đây thường xuyên đi lại để đến khu sản xuất. Gặp rất nhiều khó khăn vì đường xá là thứ nhất là vận chuyển phân là đi là khó đó, rồi là vận chuyển mũ cũng khó đó, rồi là coi như xe cổ đi vô ra để coi như là thu mua mũ cao su cũng khó đó. Trước cái thực trạng khó khăn như thế thì địa phương cũng đã có nhiều cái kiến nghị đề xuất, cũng như là cử tri cũng đã có các cái ý kiến để đề xuất đối với các cấp trên quan tâm để là đầu tư xây dựng và cứng hóa cái đường giao thông nội đồng vào khu sản xuất, đảm bảo cho cái vấn đề vận chuyển đi lại cũng như là sản xuất của bà con được thuận lợi hơn. Khu quy hoạch sản xuất lâm nghiệp cây công nghiệp của xã Cam Hiếu có diện tích gần 1.000 ha, chủ yếu trồng các loại cây cao su, tràm của các hộ gia đình ở địa phương. Đặc biệt, trong thời gian tới, khi nhiều diện tích cao su vào mùa thu hoạch, thực trạng xuống cấp, lầy lồi ở con đường này sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến việc vận chuyển và thu mua sản phẩm của người dân. Điều này đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không phải là vùng nằm ở tâm bão, sâu Quảng Trị cũng đã chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão số 10, với con số ước tính hơn 800 tỷ đồng. Bên cạnh làm sập và tốc mái nhiều nhà cửa, công trình dân sinh, bão số 10 làm gãy đổ hàng nghìn hecta cây công nghiệp và rau màu của nhân dân trong tỉnh, trong đó nhiều nhất là cây cao su. Trong một sự kiện và bình luận tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ bàn luận chi tiết hơn về những thiệt hại sau bão số 10 đối với cây cao su Tiểu Điền nhìn từ các xã vùng đông của huyện Vĩnh Linh. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần trình bày của Như Quỳnh. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 10 vừa qua đã làm thiệt hại trên 2,8 nghìn hecta cây cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, huyện Vĩnh Linh là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 1.900 hecta bị gãy đổ, mà phần lớn trong số đó là rất khó có thể phục hồi. Sau bão, cùng với nỗi xót xa của người dân, thì câu chuyện về phát triển bền vững cây cao su lại thêm một lần nữa được đặt ra, đặc biệt là đối với những vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị. Sau đây là bàn luận của phóng viên chúng tôi từ thực tế một số địa phương vùng đông huyện Vĩnh Linh. Thống kê ban đầu cho thấy, toàn huyện Vĩnh Linh có gần 1.930 ha cây cao su bị ảnh hưởng do bão số 10, trong đó có hơn 980 ha bị gãy đổ, mà phần lớn trong số ấy là rất khó có thể phục hồi. Nhiều địa phương vùng đông của huyện như xã Vĩnh Thạch, xã Vĩnh Kim, xã Vĩnh Nam, xã Vĩnh Hiền, xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái có diện tích cây cao su bị gãy đổ từ 40 đến 50%. Thậm chí nhiều vườn cây thiệt hại lên đến 2/3 diện tích, gây hậu quả lớn cho người nông dân. Của tôi là gần 3 hecta, diện tích thì bây giờ gãy thì tầm khoảng 7 đến 80% là gãy hết. Quá buồn, chứ gia đình em là cũng nhờ với cây cao su rồi đó. Nói chung là mắng kể nhà đình em mà tất cả dân ở đây cũng là trông chờ vô nơi cao su. Tại vì là đất cao su là chuyển qua, đất mau là chuyển qua đất cao su hết rồi. Chứ không có đất để làm mau nữa. Chúng tôi là cũng rất xót xa trong cái việc mà cây cao su bị gãy đổ. Mất cái nguồn thu nhập của nhân dân rất lớn. Trong một năm như vậy, nói chung chúng tôi mới mất hàng chục tỷ đồng về cây cao su. Có trực tiếp chứng kiến cảnh sơ xác, hoang tàn sau bão tại những vườn cao su đang trong thời kỳ khai thác như thế này ở Vĩnh Linh, mới thấm thía hết nỗi đau, nỗi thất vọng và cả sự hoang mang của rất nhiều bà con nông dân.
Nguyên nhân cơ bản của hậu quả nặng nề này là những điều rất cũ, vốn đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần tại các diễn đàn, hội thảo và trên hầu hết phương tiện thông tin đại chúng. Đó là cây cao su do đặc tính thân giòn, không chịu được sức gió mạnh nên dễ gãy đổ. Và một khi đã gãy đổ thì gần như không thể phục hồi. Chính quyền huyện Vĩnh Linh và các địa phương vùng đông cũng như bà con nông dân, mặc dù biết rất rõ điểm yếu này của cây cao su, song vì nguồn lợi kinh tế quá lớn mà nó mang lại so với nhiều loại cây trồng cạn, nên những năm trước đây đã chủ trương mở rộng diện tích. Thậm chí nhiều nơi, bà con nông dân còn phát triển tự phát các vườn cao su tiểu điền. Thậm chí, sau mỗi lần mưa bão, bà con nông dân vẫn quyết tâm khắc phục thiệt hại, khôi phục, duy trì lại vườn cây, bất chấp những khoản nợ đầu tư trồng mới cao su vẫn chưa được thanh toán hết. Giờ trong hoa màu thì cũng giá cả thấp, mét giá rồi lại mét mua nữa thì chỉ còn dựa vào cái cao su nữa thôi, mà chưa bào gãy thì cũng biết một được trong không đến khi mình trồng lại không nữa đấy. Những cái cây khác phù hợp ở đấy là những cây ngắn ngay thôi, còn dài ngay ở đây chỉ có tiêu và cao su. Thì hai cây này thì như vậy, hiện nay tiêu thì phát triển cũng mức độ thôi, không thể đại trà, và đặc biệt cây tiêu là cây đầu tư ban đầu rất lớn. Còn đối với cây cao su thì phải là rất phù hợp. Còn những cây ngắn ngay như môn, ném, lạc, khoai sắn thì như vậy là chỉ giải quyết tính thời vụ, còn mang tính lâu dài, tính chiến lược thì phải nói hai cây này vẫn khẳng định vị trí, và trong đó đặc biệt cây cao su nếu phát triển được thì đây là một loại cây thì phải nói cơ bản là bền vững, chỉ có tìm cách, tìm phương hướng để giải quyết luôn đất và thời tiết để phát triển. Trong khi một số địa phương và bà con nông dân vẫn quyết tâm luôn lách thời tiết như cách nói của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kim để trồng cao su tiểu điền, thì tại không ít địa phương, chính quyền và người dân đã bắt đầu chuyển hướng sang các cây trồng khác. Cái rủi ro của bão quá lớn, có những vườn trồng là chưa khai thác được đã là hư hại hoàn toàn, nên là cái tâm lý là gia đình tôi và cũng bà con là chủ bạc nói chung là cũng rất hoang mang. Nếu nhà nước mà vận động đứng trong cơn cao su nữa thì tôi cũng hưởng ứng là không trồng. Cái chính sách mà đưa cao su về là trước đây là đúng, nhưng hiện tại bây giờ tôi cảm thấy nghĩ là rủi ro cũng rất lớn, nên là cái phát triển cây cao su hiện tại chúng tôi là không tăng phát triển cây cao su nữa, mà chúng tôi sẽ chuyển đổi như là cây hồ tiêu là cái chủ yếu, cái chủ lực của cây công nghiệp nuôi. Còn là ngoài ra thì để là trong là những cái loài cây là dược liệu, bây giờ có định hướng trong cây dược liệu và những cái cây khác để có là thu nhập tăng thêm và những cây là ngắn ngay. Cả người muốn duy trì và người muốn chuyển đổi đều có lý lẽ riêng của họ. Trước hết, nếu thời tiết không quá bất lợi, chỉ ít là trong khoảng từ 8 đến 10 năm không xảy ra bão lớn. Đó là thời gian cây cao su trồng mới đã có từ 2 đến 4 năm khai thác, thì nó được khẳng định không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà còn là cây làm giàu so với những loài cây trồng hiện có. Thực tế là trước cơn bão số 10, nhiều gia đình nông dân ở Vĩnh Linh có thu nhập hàng ngày nhờ bán mũ cao su từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đây thực sự là một giá trị kinh tế quá hấp dẫn đối với bà con nông dân. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, nhiều rủi ro như hiện nay, việc xác định cây cao su tiểu điền là cây trồng chủ lực quả thật quá mạo hiểm, được ví von như là đang đánh bạc với trời. Bằng chứng là vì gió bão tàn phá, nên không ít gia đình ở vùng Đông Vĩnh Linh sau hơn 15 năm trồng cây cao su tiểu điền vẫn chưa thể hoàn trả hết vốn vay ngân hàng. Ngoài ra, chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, nhiều vườn cây cao su ở Vĩnh Linh đã phải hứng chịu hai lần gió bão quét qua, gây hư hại ở các mức độ khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, cây cao su này thì đã 13 năm tuổi và đang trong thời kỳ cho khai thác. Cơn bão số 4 hồi đầu năm thì đã làm cho nó bị vèo thân như thế này. Song nó vẫn còn có khả năng phục hồi được. Thế nhưng cơn bão số 10 vừa ngang qua thì đã quật ngã nó hoàn toàn và không còn khả năng phục hồi nữa. Từ thực tế, những cây cao su tiểu điền như thế này ở vùng Đông Vĩnh Linh có thể thấy rằng trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, thiên tai, bão gió có thể thường xuyên xảy ra, thì để phát triển bền vững cây cao su tiểu điền ở những vùng trực tiếp với gió bão là điều vô cùng khó khăn. Phát triển bền vững cây cao su tiểu điền ở Vĩnh Linh nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung dù là một vấn đề cũ nhưng luôn nóng hổi tính thời sự cấp thiết. Không thể vì nó có nguồn lợi kinh tế hấp dẫn mà phát triển ồ ạt, tự phát,
bất chấp hậu quả nặng nề nếu thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, không vì những thiệt hại do gió bão mà máy móc đến mức cực đoan loại bỏ cây cao su ra khỏi cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương, đặc biệt là ở những nơi có thế mạnh về đất đai. Vấn đề đặt ra ở đây đó chính là sự tính toán, cân nhắc để có những giải pháp thật sự hợp lý và khoa học. Thực tiễn đã khẳng định rằng cây cao su tồn tại trên đất Quảng Trị từ lâu và đem lại lợi nhuận. Chủ trương mở rộng phát triển cao su trên địa bàn tỉnh là hoàn toàn đúng đắn. Chủ trương này đã khai thác được tiềm năng lợi thế, hình thành vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến và thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, phải cần xem lại quy hoạch vùng để có cây trồng phù hợp, định hướng và đảm bảo an toàn trong sản xuất. Thiệt hại của nhiều vườn cao su tiểu điền ở vùng Đông Vĩnh Linh sau cơn bão số 10 càng cho thấy không nên mở rộng thêm diện tích cao su ở vùng ven biển trực tiếp với gió bão, nhằm giảm thiểu những tổn thất như đã xảy ra. Mặt khác, người trồng cao su cần phải tuân thủ những quy định khoa học nghiêm ngặt trong việc lựa chọn giống, thiết kế vườn cây và quy trình khai thác, tránh việc cào mủ theo kiểu vắt kiệt sức cây cao su tiểu điền như vừa qua. Chỉ có làm như thế mới hạn chế được tình trạng vàng trắng thành củi khô. Mỗi cơn bão đi qua sẽ kéo theo hàng loạt cơn bão lòng nhức nhối. Quý vị và các bạn thân mến, mục sự kiện bình luận tuần này đến đây xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với các thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, với những quyết sách đúng đắn của tỉnh Quảng Trị, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, từ sau sự cố môi trường biển xảy ra, 16 xã thị trấn vùng biển đã triển khai đồng bộ các giải pháp một cách quyết liệt và kịp thời. Nên đến nay, người dân ở đây không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà đã xây dựng được nhiều mô hình mang lại hiệu quả bước đầu khá cao, tạo sinh kế bền vững, phù hợp trên vùng đất cát. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại xã Triều Vân, huyện Triều Phong. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang ở trường Văn hóa Nghệ thuật, anh Phan Anh Tuấn ở xã Triều Vân, huyện Triều Phong đã mở cơ sở làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng không nỡ để người mẹ ở quê một mình, đặc biệt nhận thấy sau sự cố môi trường biển, bà con trong xã, nhất là phụ nữ thiếu việc làm, anh Tuấn đã về mở một xưởng may ngay tại quê nhà. Anh đã mạnh dạn đầu tư thêm vốn, mua sắm thêm máy may và mở một số lớp vừa dạy lý thuyết vừa thực hành tại chỗ. Đồng thời tìm kiếm ký kết các hợp đồng, tính ra bình quân mỗi tháng xưởng của anh sản xuất khoảng từ 7.000 đến 8.000 sản phẩm, giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động. Bước đầu thì tôi cũng chuyển ra 7 máy, thì ra đây thì nhận thấy cái nhu cầu của bà con rất là nhiều. Thứ nhất là cả thứ hai là vừa rồi có gặp cái sự cố của môi trường biển thì cùng cái nhu cầu thì thấy cái nhu cầu nó càng tăng nữa. Dạ, cùng nên tôi cũng chủ động vay vốn của ngân hàng chính sách 150 triệu để mà mở rộng thêm cái mô hình của mình để đáp ứng cái nhu cầu việc làm với là định hướng đào tạo nghề cho bà con ở địa phương. Triều Vân là xã nằm ở vùng biển bãi ngang, không có tàu xa bờ nên sau sự cố môi trường biển, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những hộ lâu nay chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá và dịch vụ hậu cần nghề biển. Trước tình hình đó, trên cơ sở khảo sát thực tế, xã đã tích cực triển khai các biện pháp để chuyển đổi ngành nghề cho người dân một cách phù hợp. Ngoài việc thâm canh cây lúa, địa phương vận động và khuyến khích người dân mở rộng diện tích các loại cây trồng cạn trên cát có chất lượng cao như đậu đen xanh lồng, mượp đắng, dưa leo, ném kết hợp hình thức luân canh xen canh gội vụ, vừa tăng hệ số sử dụng đất vừa nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Đặc biệt, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh và của huyện với nguồn kinh phí 450 triệu đồng, xã đã hỗ trợ cho người dân và nhóm hộ mở cơ sở đúc bờ lô, gò hàn, xây dựng mô hình trồng cỏ nuôi bò, nuôi lợn F1, gà thả vườn. Chính vì vậy, đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Xã là có thành lập, có làm hai cái đề án, một cái đề án là chuyển đổi thiết kế, một đề án là hỗ trợ vay trang trại và gia trại. Đề án thứ ba là tạo cái sinh kế cho cải tiến ngư lưới cụ trên thuyền bè để biết khai thác thủy sản. Như vậy ba đề án này nó đi theo song song với nhau và chỉ đạo để làm thế nào vừa là tiếp cận được tất cả các nguồn vốn của ngân hàng chính sách, rồi là tiếp cận nguồn vốn ngân hàng nông nghiệp,
và một số loại vốn doanh nghiệp khác hỗ trợ. Hiện nay, ngoài việc hỗ trợ cho ngư dân cải tiến ngư lưới cụ, tăng năng lực đánh bắt hải sản, xã Triệu Vân tiếp tục tuyên truyền vận động người dân sử dụng tiền đền bù, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo hướng gia trại, trang trại, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập và tạo được sinh kế bền vững lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động, chương trình nhằm nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện trưởng thành. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn có sự tìm tòi, đổi mới để tạo ra các sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, phù hợp cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên nói chung. Đến nay, hệ thống các câu lạc bộ, đội, nhóm phát triển kỹ năng xã hội từng bước được thiết lập từ tỉnh đến cơ sở. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập 1 câu lạc bộ kỹ năng cấp tỉnh, 4 câu lạc bộ kỹ năng cấp huyện và 39 câu lạc bộ đội nhóm kỹ năng cấp cơ sở. Với nhiều sân chơi kỹ năng hấp dẫn như hoạt động văn hóa, văn nghệ, võ thuật, nhạy dân vũ, các hoạt động thiện nguyện đến với các em nhỏ, bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa vào các dịp hè, lễ, Tết đã được tổ chức với nhiều nội dung phong phú. Hiện nay chúng tôi mở rộng thêm rất nhiều các lớp năng khiếu để cho các em có thể có cái năng khiếu gì, có cái đam mê gì thì có thể tham gia được cả sinh hoạt. Và ngay từ đầu hè này thì chúng tôi đã tổ chức một cái trà sáng tác cho tất cả các em thiếu nhi vùng đông và kết quả mang lại rất là tốt, được các ban giám khảo, các cái họa sĩ và các nhà văn đánh giá rất là cao về cái tâm nhìn của các em và cái đam mê của các em. Có thể nói, hệ thống trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Quảng Trị, nhà thiếu nhi tỉnh và hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện đã bước đầu phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị. Các mô hình giáo dục kỹ năng xã hội, học kỳ trong quân đội, trại huấn luyện kỹ năng, học làm người có ích, các buổi tọa đàm, cuộc thi hùng biện, tìm hiểu về tổ chức đoàn, hội, đội, kiến thức văn hóa xã hội, ma túy và các tệ nạn xã hội HIV/AIDS, tuyên truyền luật bình đẳng giới, luật giao thông đường bộ, v.v. tiếp tục được duy trì, phát triển, đầu tư đổi mới về nội dung, thường xuyên mang tính giáo dục rèn luyện cao, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu niên và được xã hội ghi nhận đánh giá cao. Thời gian qua thì ban cũng đã tham mưu cho ban thường vụ tỉnh đoàn các cái chủ trương, chương trình, kế hoạch trong công tác đồng hành hỗ trợ thanh niên trong phát triển các kỹ năng xã hội và để giúp cho đoàn viên thanh thiếu nhi có cái môi trường sinh hoạt lành mạnh thì các cấp bộ đoàn cũng đã có nhiều cái phương thức đổi mới, nhiều cái phương thức sinh hoạt tìm tòi, tạo nhiều cái sân chơi bổ ích hấp dẫn. Rèn luyện phát triển kỹ năng là một trong những hình thức để đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức đoàn, hội. Vì vậy, thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức đoàn trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt định kỳ, cũng như đổi mới nội dung bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, giúp các bạn trẻ có kinh nghiệm giải quyết, xử lý các tình huống xảy ra trong cuộc sống. Đến đây, chương trình Thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.